Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Trong cái ngày hôm nay thì tôi cũng ra clip khá là muộn. Bây giờ hiện tại nó là 10 rưỡi hơn rồi. Đấy, tôi đã coi như là giải quyết xong tất cả cái công việc của tôi. Thì bây giờ tôi mới có thời gian để làm video clip để phục vụ các anh em. Đó, không sao cả, hôm nay tôi ra muộn thì có thể các anh em sẽ không xem kịp. Thì chúng ta sẽ sáng ngày hôm sau, đấy, các anh em sẽ vào và xem ủng hộ tôi, anh em nhé. Đấy, các anh em mà đang xem cái video clip này thì hãy để lại cho tôi một like, đừng có ngần ngại gì cái một like đấy anh em nhé. Đấy, một like của anh em nó sẽ giúp tôi là có thêm cái niềm vui để vào cái ngày mai khi mà sau một ngày làm việc mệt mỏi thì tôi vẫn có cái sức lực để có thể ngồi làm clip để phục vụ anh em được anh em nhé. Đừng có tiếc một like với tôi. Rồi ok, trận này là ra Dominator này. Đấy, thế là chúng ta chơi Greater à? Ok. Và round này muốn mua con Wing thì phải bán hết à? Này có đép được quái không? Hai con nữa. Hai con này có bị lọt quái không nhỉ? Tôi nghĩ là cái bọn Greater này nó cũng khóa khá là khỏe, chắc là cũng không sợ đép quái đâu. Ok, rồi. Bây giờ chắc là lấy chuyển đồ sang chơi Greater thì lại không cần cái bùa tâm linh nữa anh em ạ. Đây là có Flame Wizard là có thể kết hợp với Greater được. Tôi rèn cái bùa tâm linh thôi. Tôi chơi lúc nào tôi cũng lấy cái bùa tâm linh đầu game, bởi vì là cái món đồ đấy là sớm muộn gì thì cũng phải cần. Ngoài cái việc là nó chống cái bộ trộm chó ra ấy thì nó còn có cái tác dụng là 20% lẻ tránh nữa, 25% lẻ tránh, nó khá là khỏe. Đợt này thì tôi phải nói thật với anh em là cái bận thì bình thường thì vẫn bận, nhưng mà bây giờ bận theo cái kiểu khác. Bận theo cái kiểu là tức là nó mệt đấy anh em. Buổi tối thì thường là khá là mệt mỏi rồi, đến lúc về ấy. Đây là một cái trò chơi, anh em cũng biết là nó là một cái trò chơi mà phải dùng cái suy nghĩ, phải dùng não rất là nhiều. Đấy, mà khi mà tôi cả ngày tôi dùng não rồi thì đến buổi tối tôi lại rất là muốn có cái sự nghỉ ngơi cho cái việc lã bộ của tôi. Đấy thì tôi lại phải căng thẳng vào một cái trò chơi là mất khá nhiều neuron thần kinh. Đó nên là mới cảm thấy là mệt đấy anh em ạ. Thực sự là cái trò này nó khá là mệt, chơi nó không phải là thư giãn đó. Chứ còn bình thường ngày trước thì anh em cũng biết là về cái công việc của tôi, tôi làm lâu rồi, tôi làm phải đến mười mấy năm, 20 năm thì rõ ràng nó đã gọi là cái gì nhỉ? Nó đã gọi là thành thợ rồi. Thì cái việc mà làm hàng ngày đó thì mình thành thợ rồi thì mình quen rồi thì nó cũng chả có cái gì nó phải suy nghĩ nhiều. Đấy. Tôi đang nói đến cái công việc thiết kế ngày trước ấy. Thì bây giờ tôi làm thiết kế cũng thế, thì nó không phải suy nghĩ nhiều bởi vì tất cả nó đều đã có thư viện, tất cả nó cũng đã đều có những cái form chuẩn rồi, nó có cái nó gọi là năng lực thiết kế rồi. Đó, có kinh nghiệm rồi nên là cái việc thiết kế nó không hề là gọi là tốn sức tí nào. Có hay chăng là cũng chỉ là chúng ta sáng tạo một chút thôi. Đó. Hoặc là có sáng tạo nhiều thì nó cũng là trong cái việc mà mình làm thông thạo rồi. Đấy, nhưng mà từ khi mà tôi đổi qua một cái lĩnh vực mới ấy, anh em tôi cũng đã chia sẻ ở cái video trước là tôi học là học sáng tác về âm nhạc đó. Đây là cũng là một cái nhắc đến cái sáng tác ấy thì anh em cũng biết là nó là sáng tạo, với công việc sáng tạo đấy phải nghĩ nhiều đó. Mà tôi đợt này tôi làm cái đó nó lại mới nên là tốn khá là nhiều chất xám cũng như là cái công sức. Đấy, nên là một ngày suy nghĩ nó cũng mệt rồi ấy. Đến tối làm cái lại chơi cái con game này cũng rất là mệt. Phải nói thật với anh em là như thế. Đó, mệt lắm. Đấy là tôi còn chưa nói với anh em là tôi thể cái thể loại mà tôi học sáng tác và bây giờ tôi đang coi như là hướng tới đấy. Thực ra là không phải là bây giờ cái tầm này thì không có học nữa, học xong rồi. Đấy, bây giờ chỉ là sáng tác ra và xuất bản thôi. Đó. Cái lý do mà tôi chưa xuất bản được ở những cái nội dung âm nhạc ấy là bởi vì là tôi đang đăng ký ở cái cục bản quyền. Đấy, cục tác giả bản quyền thì bây giờ tôi phải đợi cái phản hồi, nó mất khá lâu. Ít nhất là 2 tháng đến 3 tháng. Đó, sau khi tôi đăng ký khoảng 15 bài thì tôi bắt đầu tôi mới up được lên. Đấy, hiện tại tôi đã có, tôi sáng tác là 15 bài rồi. Đấy, nhưng mà trong cái quá trình mà đang đợi ấy, thì tôi vẫn sáng tác tiếp. Để khi mà chúng ta có những cái tác phẩm mà được trả về nó đã có bản quyền rồi ấy, thì là tôi sẽ lại đi đăng ký tiếp những cái tác phẩm tiếp theo. Đấy, kiểu dạng như thế.
Thì đây là cái quá trình làm việc và học tập rất là nghiêm túc của tôi. Tôi phải nói thật là tôi rất kỳ vọng vào cái khả năng sáng tác cũng như là cái cảm thụ âm nhạc của tôi. Mặc dù là trước đây là tôi, đấy là cái lĩnh vực mà lúc đầu tôi không theo. Đấy, nhưng mà tôi cũng làm quen với nó khá là nhanh. Tôi phải nói thật với anh em cái điều đấy. Đó. Còn một cái mà tôi tại sao mà tôi giải thích tại sao mà tôi lại hay mệt đến thế, bởi vì là cái thể loại âm nhạc ấy mà tôi đang sáng tác ấy, nó là cái thể loại nhạc buồn. Đây là cái quá trình chia sẻ cái công việc mới của tôi và tôi đang thấy là nó khá thú vị nhá. Và tôi đang hết mình, tôi đang đam mê về nó ấy, thì tôi cũng xin chia sẻ cái thú vị ở trong cái bộ môn sáng tác này. Đấy là khi mà mình theo cái thể loại nhạc ấy, và chúng ta học sau chúng ta coi như là đắm chìm vào cái thể loại âm nhạc mà chúng ta đang theo đuổi ấy, thì tôi là cái nhạc buồn, anh em bảo không? Nên là cái cảm xúc của nó ấy, lúc mà sáng tác ấy, nó cũng bị ảnh hưởng, tức là nó cũng buồn, mặc dù là ở ngoài ấy, nó rất là vui. Ở ngoài không có một chút gì gọi là buồn bã ở đây, không có ai coi như là vợ mình thì cũng không chia tay đấy, con mình thì nói chung là cũng rất là ok, cũng không có vấn đề gì, nhưng mà cái nhạc của mình ấy là cái nhạc chia tay, cái nhạc thất tình, nên là nó bị ảnh hưởng không nhỏ tới cái suy nghĩ đấy. Thật sự là như thế. Xin chia sẻ với anh em cái điều đấy. Thậm chí là có nhiều khi là đang ngủ xong lại mơ thất tình. Mơ vợ bỏ. Dã man. Thật sự là như thế luôn. Nói chung là cũng có những cái thú vị và có những cái mà có thể nó là cái nó gọi là gì nhỉ, nó gọi là bệnh nghề nghiệp đấy. Bệnh nghề nghiệp. Giống như kiểu mấy ông kiến trúc sư thì hay mơ mộng, hay nhìn đâu cũng thấy là ra là cái đẹp, hay nhìn đâu cũng thấy là ra nhìn đồ nội thất ấy, thì cũng là ra tiền. Để xem giá là bao nhiêu thì cái lại cũng thế. Khi mà mình đắm chìm vào nó, mình đam mê vào nó thì mình kiểu như mình kiểu sống chết với nó rồi. Đó. Và tôi, đây là tôi coi là một cái công việc nghiêm túc đó, nên là tôi xác định là tôi làm, và tôi làm thật. Đấy, tôi làm thật và tôi kiếm tiền thật luôn. Đó, có rất nhiều những cái dự định cho tương lai. Và tôi hy vọng là sẽ không làm anh em thất vọng với những cái bản nhạc đầu tiên. Có thể sau khoảng có thể là gần một tháng nữa hoặc là hơn một tháng gì đấy sẽ có những cái bản demo đầu tiên cho anh em. Rất là hy vọng đấy anh em ạ. Không phải tự nhiên mà nó lại có cái đam mê ở đâu. Thực ra là nó cũng đến với tôi rất là tình cờ thôi, trong âm nhạc thôi. Đấy. Nhiều khi mình cũng không thể tin được là trong cái cuộc sống trước đây là tôi cũng chưa bao giờ tôi nghĩ là tôi chuyển sang cái lĩnh vực này đâu nhá anh em nhá. Đấy, ngay kể cả những cái anh em mà chơi thân với tôi cũng không ai có thể tin được cái điều đấy. Đấy, nhưng mà tất cả nó là mối cơ duyên. Thật sự là không biết trước cái điều gì cả. Trước đây tôi không nghĩ bao giờ tôi sáng tạo âm nhạc, tôi sản xuất âm nhạc cả. Tất cả nó chỉ là vì là thế nào? Lý do ấy mà làm sao mà tôi tìm hiểu về âm nhạc và sản xuất âm nhạc, tất cả là lý do là vì là tôi làm YouTube, và không phải là vì là tôi làm về âm nhạc đâu, mà là vì tôi bây giờ tôi đang sử dụng nhạc có bản quyền và nó tốn kém khá nhiều. Đấy, nó tốn khá nhiều tiền. Thế nên là tôi nghĩ ra một cái vấn đề, đấy chính là tại sao mình không tự sáng tác nhỉ. Thì lúc đầu cũng chỉ là định sáng tác là gì, sáng tác nội dung âm nhạc để phục vụ cho những cái kênh YouTube mà tôi đang có cái dự định tôi làm thôi. Không phải là chỉ là kênh Game Today đâu anh em nhá. Tôi đang định làm những cái kênh khác với nội dung khác, và nó cần phải có một cái âm nhạc, chất liệu âm nhạc. Thì cái việc thuê thì thứ nhất là nó tốn kém, thứ hai là gì, là nó không đúng ý mình, nên là muốn là tự sáng tác và có thể truyền tải được. Ví dụ như một cái đoạn phim chẳng hạn, nó cần những cái âm nhạc mà nó phù hợp. Đấy, thì tôi đã quyết định là tôi đi học sáng tác, để tôi có thể sáng tác được cái nội dung âm nhạc cho chính những cái video mà tôi sản xuất ra sau này ở trên một cái kênh khác. Thậm chí là có thể kênh này cũng có thể sử dụng được. Đấy, như tôi chia sẻ với anh em từ hôm qua là Game Today cũng có thể sử dụng được những cái bản Epic. Nếu mà tự sáng tác được thì càng ok, đỡ tốn tiền cho mỗi tháng. Đấy, thì rất là ok. Bởi vì anh em cũng biết là cái kinh phí làm cái video của Game Today ấy, nó khá là ít. Đấy, view ít mà, nên là kinh phí làm ít, không thể là đầu tư quá nhiều được. Đó, nên là cũng xuất phát từ cái đấy mà sau cuối cùng là mình làm quen với âm nhạc, sau đó là mình học luôn. Đấy, bây giờ thì lại đam mê, bây giờ thành đam mê rồi anh em ạ. Thậm chí là bây giờ tôi còn một ngày nhá, con game này chắc là tôi chỉ bật máy lên được đúng một lần, mà có khi vào nhá, xem là người khác chơi.
Đấy, nhưng mà âm nhạc ấy, bây giờ tôi đắm chìm là bây giờ là rơi vào tầm phải 9 tiếng một ngày. Chỉ có ngồi mà coi như là chỉnh đi chỉnh lại, nghe đi nghe lại thôi. Ú a ú ớ la 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 các kiểu để làm nào để ra được một cái giai điệu nó hay. Đấy, nhưng mà vẫn là nhạc buồn anh em ạ. Dã man. Đó, nhưng mà nói chuyện với anh em thì rất vui đúng không? Đấy, nhưng mà vẫn bị ảnh hưởng đấy anh em ạ. Ảnh hưởng ấy. Nhạc buồn nghe nhiều là cũng thấy buồn buồn, mặc dù là mình không buồn. Rồi, trận này là Gladiator thôi. Và ở trong cái meta mới này thì Gladiator ấy, nó khá là mạnh. Đó. Được biết là như thế, được biết là như thế, chứ còn đây nó là cái trận đấu mà chắc là đầu tiên tôi chơi Gladiator ở trong cái sau update luôn, mùa này luôn. Nhưng mà được biết về lý thuyết rồi cũng như là các streamer khác cũng nói thế, nên là tôi nghe theo thì tôi thấy là cũng mạnh đấy anh em ạ. Rồi, trận này có thể là chúng ta sẽ lùi con Flame lên 3 sao. Đấy, còn tạm thời là Flame thì nó sẽ không mạnh bằng hai con Wing. Hai con Wing và con súng này nó mạnh hơn Flame 1 sao. Tôi nghĩ là với cái đội hình Gladiator thì chúng ta cũng sẽ rất là dễ là có thể đánh được chuỗi thắng đấy anh em ạ. Gladiator là một cái bộ mà ở giữa nó rất mạnh, ở giữa game nó rất là mạnh. Đó, nên là cứ áp cấp đúng thôi. Cứ ra 11 thì chúng ta lên 7. Đấy. Và khi mà lên 7 rồi thì chơi 7 thôi. Cái bộ này chơi Hyperon ở 7 chứ còn cũng không cần phải lên 8 nữa. Người ta sẽ dừng lại ở 7 và Ron thôi. Trước tiên là 2 sao full đội hình, sau đó là sẽ là 3 sao. Đó. Cố gắng là chơi làm nào để lên được co 3 sao sớm thì nó mới giữ được máu. Gặp Assassin thì vẫn có thể thua nhá. Gặp Assassin thì vẫn có thể thua. Bộ này khá là sợ Assassin. Chúng ta còn 4 con. Không, round này chắc là không thua được đâu. Xoay quạt được một lần nữa. Quá tuyệt vời luôn. Ok. Rồi. Dơ so này. Con này, con dơ so này cũng khá là hay đấy. Nhưng mà ở trong đội hình này thì không kẹp được dơ so, bởi vì là tôi sẽ nuôi con Thunder và con Flame Wizard anh em ạ. Nhà con dơ so này sẽ không chơi. Ở trong những cái đội hình khác khi mà chúng ta không có 3 mét thì có thể kẹp vào cũng được. Và trận này nó có quá nhiều mét rồi. Ở trong cái bộ truyền thuyết ấy nó còn có một cái con là con Squire để late game counter và những cái đội hình đánh tay nữa. Đấy, nên là nếu mà có bỏ ra thì bỏ Thunder ra thì vẫn kẹp được Squire vào. Đấy, Squire còn counter được cả vào cái bọn Clay này. Tôi nghĩ là slot nó không nhiều để có thể là kẹp CM vào đâu. Nên là thôi, không mua nữa. Ok. Rồi. Gặp cái thằng Clyde đúng là bộ này nó đang thiếu đam. Chúng ta sẽ nuôi thêm cái con Dutlet này nha anh em nhá. Dutlet nó có cái khả năng là bắn xuyên giáp đấy. Gây sát thương chuẩn. Mấy con gây sát thương chuẩn sẽ phải mua vào ở trong cái trận đấu ngày hôm nay. Bởi vì là có Clyde nên là chúng ta mấy cái sát thương phép với sát thương vật lý nó gây ra không nhiều. Sẽ để slot cho Squire và để slot cho Agali chẳng hạn. Agali Clyde cũng được. Tôi cay nhất là cái vụ là gì, là trong cái trận đấu này anh em nhìn tôi có bao nhiêu cặp rồi. 5 cặp. 5 cặp đúng không? Cay thật sự. Không có một cái con nào lên 2 sao cho tôi ấy. Tôi có 5 cặp ở đây. Flame hay là súng hay là Wing Ranger hay là Dutlet mày lên 2 sao hộ đâu cái nhỏ. Cay thật. Toàn 1 sao, yếu quá đi mất thôi. Như này tầm này chắc là không trụ rồi. Giai đoạn này nó phải mạnh hơn cái đội hình mà đang có thôi Ron nhá. Rồi. Đây, con này được, con này được, con này được, con này được, con này được. Xem nào. Lên 2 sao đi. Rồi. Ok. Akali này.
Từ lấy giờ roll 30 tiền anh em ạ, lên được 2 con 2 sao trong khi đấy có 5 cặp. Đen vãi. Hỏng rồi. Này cắt lỗi chuỗi không nhỉ? Cắt lỗi không? 6 bit rồi. Ôi giời ơi, búp lồng này có búp lồng ngu á. Chịu. Hỏng rồi. Thua. Úp lồng ngu rồi. Thằng này 6 bit anh em ạ. Gấu 2, Unicorn 2, Unicorn 3. Vãi cứt. Vãi xanh thế, chịu. Đen nhỉ? Rôn nó bây giờ nó lại thêm 2 cặp nữa chứ. Thêm 3 cặp nữa chứ. Vãi. Vừa lấy là 5 cặp rồi, bây giờ 8 cặp anh em ạ. 8 cặp không lên được 2 sao. Thật sự thế luôn. Thôi chắc bỏ con Wing đi thôi. Để con Berserker này vào này. Đen quá nhở. Kể ra con Wing lên được 2 sao sớm thì chơi Gretter cũng gánh phết đấy anh em ạ. Có thể bắn nhanh với là nó không bị stun. Không bị stun thì cái lúc mà nó tụ trưởng nó bắn thì nó được hết cỡ, có thể nó mạnh hết cỡ. Rồi lại còn cái bọn này nữa. Vậy là có hai thằng chơi beat. Gretter thì nó không sợ beat đâu, nhưng mà beat tức là nó phải xanh cùng nhau ấy. Sức mạnh đội hình nó phải tương đương ấy thì nó sẽ không sợ, chứ còn nó mạnh hơn hẳn thì cũng chả đánh được. Đấy rồi. Trong đội hình Sida lắm. Berserker bây giờ lên 2 sao mới gánh được. Nhưng cái con ở trên bàn cờ bây giờ nó đang khá yếu ở cái giai đoạn 2 sao. Súng 3 hay là flame 3 thì không nói, nhưng mà súng 2 với flame 2 thì nó khá yếu ấy, cả vấn đề. Mà bây giờ tầm này tôi đang xả hết tiền rồi. Chuyện này thọt rồi đấy. Khi mà người ta xả hết tiền, người ta full 2 sao thì không nói làm gì, nhưng mình xả quả hết tiền nhưng mà vẫn còn 1 sao rất nhiều đây. Không lên được 2 sao, đen thật sự. Còn mấy cái thằng Eco bây giờ đang level 7, 50 tiền tà tà đi lên đây này. Rồi, ok. Chả nhẽ lại thua đúng không? Roll từng đấy tiền bây giờ thua thì chắc là tôi áo luôn, chứ còn chơi làm gì nữa. Roll từng đấy tiền thì phải thắng chứ. Bây giờ mà mất bao tiền roll xong hết tiền mà vẫn thua thì chịu. Nếu mà như thế thì cái bộ này nó yếu chứ nó cũng chả mạnh. Đấy, nhưng mà bây giờ thắng được thì tức là nó cũng là ok rồi. Chúng ta có 4 con 2 sao chúng ta thắng được thì là ok rồi. Hiện tại đang có 2 thằng có chuỗi. Nhưng mà cái thằng Trung Quốc thì chịu rồi. Thằng Trung Quốc thì khỏe quá rồi anh em ạ. To quá rồi. Tí nữa nó gen ra quyển sách thì thôi. Ối dồi ôi luôn. Round 19. Tôi nghĩ là cái thằng Trung Quốc nó không thể là mất chuỗi ở đâu anh em ạ. Trông cái bài của nó kìa. Ù vãi đái luôn. Gặp thằng Clyde, khi thằng Clyde là hiến chuỗi. Thôi tôi nghĩ là cái thằng Clyde này mất chuỗi rồi. Thằng Clyde gặp thằng Beat thì chắc chắn là cái chuỗi 6 này toang. Không thể nào có thể ăn được. Chán thật sự. Đã càng đã to rồi lại càng to chứ. Đã có cái chuỗi cộng 10 nó còn ăn thêm cái chuỗi nữa. Ui mà trận này có Saman nhá. Có Saman Metalist đây này. Thế thì không ổn rồi. Chuyện này có Saman, khả năng là Saman này tí nữa sẽ cắt chuối cái thằng Beat. Cái khó là bây giờ trận này có Saman mà Gretter này nó cũng khá sợ Saman đấy nhá. Tuy nhiên là nó không phải là Saman kết hợp với Mage mà đây là Saman kết hợp với Metalith. Đấy, nên là chúng ta cũng không có ngại quá trong cái việc là tí nữa có Saman. Bây giờ tôi chỉ sợ là cái thằng Beat nó sẽ mất chuỗi cho thằng Saman thôi. Tất nhiên là chúng ta nếu mà cái tầm mà full 2 sao ở level 7 ấy, thì là có cơ hội là đấm được thằng Beat đấy. Phải full 2 sao đã. Full 2 sao mới tính được. Full 2 sao. Bây giờ tôi thấy là cái bài của tôi nó đang hơi yếu đấy anh em ạ. Bởi vì làm sao cái tầm này là tôi hết tiền rồi. Tôi hết tiền mà nó mới được có thế này.
Đấy. Bây giờ nói đến 3 sao là không có thấy khả quan rồi. Trông Flame bây giờ mới có 3 con thôi, ra 3 con thôi. Mà tiền như này thì bảo làm sao mà lên được 3 sao đúng không? Khó. Bây giờ chỉ hy vọng là cắt được cái chuôi thằng Beat thôi. Cho gặp sớm đi, không tí nữa nó to lên bởi vì nó có tiền mà. Đấy, mà gặp muộn thì là nó có tiền nó luôn, nó to lên thì không đánh được đâu. Cầu trời lại Phật cho nó gặp ở round 21 ấy. 21 cùng lắm là 22 thôi, chứ còn nếu mà để đến sau 25 mà đến 26 thì chịu luôn. Lúc đấy đồ đầy mà tiền nó có thì rõ ràng là nó rất là mạnh. Mà chúng ta thì không có cái khả năng đấy, bởi vì là bây giờ chúng ta xả tiền là để cắt chuỗi, mà bây giờ không cắt được thì là chết. Rất yếu ở đây. Chưa gặp này, 21 vẫn chưa gặp này. 21 gặp Assassin. Round này khi vớ vẩn nó thua Assassin luôn. À không 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 không. Ra cho cái món đồ rơi sang là cái sừng chiến á. Sừng này cũng rẻ thôi, chứ còn cũng không có dùng làm gì cả. Rèn bây giờ chắc là lấy đồ xanh dương thôi, chứ còn cũng chả có mà rèn cái đồ cam đồ tím đâu. Lấy đồ xanh dương thôi anh em. Round này có cái gương nhưng mà tôi sẽ lấy cái búa xét trước. Cái gương thì tí nữa Berserker lên 2 sao thì lấy sau. Tầm này là gương chả có con nào dùng được anh em ạ. Búa xét thì có Flame dùng. Bây giờ cái quan trọng là phải chốt đồ mạnh nhanh để chúng ta còn cắt được cái chuỗi. Không có đồ, nếu mà lấy cái gương ấy thì có thể tương lai nó sẽ mạnh, nhưng mà ngay cái thời điểm hiện tại thì bây giờ nếu mà lấy gương thì khá là yếu. Đấy, tôi cần những cái món đồ mà clear nhanh. Cái con Flame bây giờ nó cầm cái búa xét này kết hợp với cả cái hai tia thì nó sẽ clear nhanh cái bọc Beat. Phải clear thật là nhanh anh em ạ. Beat thì không để nó có thời gian nó đẻ. Nó mà có thời gian đẻ là chúng ta thua đấy. Vẫn chưa gặp anh em ạ, đen thật sự. Gặp Sama nó đấm nó sấp mặt đây này. Ủa, nó bớ nó vào trong rồi đây. Đúng rồi, đúng rồi. Ui, nó vẫn đấm chết được ạ. Thế thua. Khó, Sama này khỏe đấy. Sama đồ ra đồ cam là cái giáp xương rồi kìa. Chết rồi, máu tụt, nó lại tụt nhanh rồi. Chết rồi. Ok. chuyển đồ cho Berserker anh em nhá. Máu tụt nhanh phải roll ngay. Trận này nói chung là đen anh em ạ. Đen roll không ra được 2 sao. Bây giờ full 2 sao thì cái đội hình ở giai đoạn này nó cũng bị yếu rồi ấy. So với bọn nó, mấy cái thằng Saman bây giờ nó sang là nó đấm mất nhiều máu lắm. Nên là phải roll thôi, phải roll full 2 sao thôi. Tầm này là có khi là phải 3 sao rồi ấy. Round 23 rồi anh em ạ. Đây rồi, phải cắt được chuỗi nhá. Phải cắt được chuỗi, không cắt được chuỗi là chết. Ok. Úi dù anh em ơi, quá tuyệt vời luôn. Được, chuỗi 13. Đúng là không phí cái quả roll tí nào luôn. Cái quả trước cái round này tôi đã roll một vài cái để kiếm con Berserker 2. Hợp lý. Bây giờ có tiền rồi, bây giờ lại có tiền rồi. Lao sau là 50 tiền, sau cứ giữ 50 tiền roll một lúc thôi. Nếu mà máu tụt nhanh thì chúng ta sẽ xả hết tiền để roll ra co 3 sao anh em nhé. Khó đấy. Trận này máu nó cũng không còn nhiều. Mặc dù là đầu game cũng xả tiền để giữ máu ấy chứ. Cũng đánh nó cũng tốt ở giai đoạn đầu game phết ấy. Nhưng mà biết làm nào được, bây giờ bài nó không ra thì tụt xuống 50 máu nó cũng là bình thường. Mà hy vọng là không tụt nữa. Đừng có gặp Saman quá nhiều, không toang ấy. Rồi gặp thằng Assassin này vẫn có thể chơi được. Assassin này đi rồi, Tyrone không ra ấy rồi. Tyrone không ra Grim rồi. Chắc chắn là Tyrone không ra Grim. Hay quá. Đen thật sự. Chắc là chơi Assassin Fake không roll ra Grim thì chết. Ấy, cái trận này Beat với cả Saman nên là nó đẩy nhanh anh em ạ. Nhưng mà cái thằng Saman bây giờ hiện tại ấy là nó chưa có 4 Metalit mà nó mới chỉ có 2 thôi.
nó chưa có 4 Metalist là cũng không sợ lắm đâu. Thực ra Buxaman chúng ta chỉ cần trụ, nếu mà lồng nó úp đủ lâu ấy, sau 20 giây là chúng ta thắng ấy mà. Bộ Saman đấy nó không phải 6 Saman, nó mới chỉ là 4 Saman thôi. Cứ làm nào để trụ được sau 20 giây là ngon. Sau 20 giây thì một là thua thì chỉ thua một con thôi. Thắng thì cũng thắng ít, nhưng mà thua thì cũng thua ít thôi, cũng không nhiều. Sợ nhất là nó bây giờ nó form được 6 Saman ấy, bởi vì nó câu ra là con gấu Saman rồi mà. Đấy nên là bây giờ sợ nhất là nó ra được gấu Saman xong nó lắp 6 Saman vào, xong nó kẹp cọc vào. Sau đó lên level 10 thì nó sẽ là 4 Metalist, 6 Saman ấy, thì lúc đấy thì khá là sợ ấy. Thằng ấy tôi nghĩ là sớm muộn gì nó cũng 6 Saman thôi, bởi vì là bây giờ nó cũng đã có đủ rồi, nó chỉ thiếu mỗi con mèo thôi mà. Ra mèo 5 đô thì chắc chắn là nó sẽ là 6 Saman. Thậm chí là kể cả là không ra mèo 5 đô mà nó lên được level 10, nó kẹp wizard vào thì tôi nghĩ là nó cũng sẽ thế thôi. Nó cũng sẽ là 6 Saman thôi. Ok, dừng lại 50 tiền nha anh em nhá, chứ cũng không khô máu giai đoạn này. Khô máu là hết tiền là không lên được 3 sao đâu. Cái tầm này là full 2 sao rồi thì cứ bình tĩnh thôi. Bao giờ mà máu thọt nhiều quá thì mới roll thôi. Chắc là dưới 30 máu tôi bắt đầu tôi mới xả tiền. Mỗi round thua thì mất một chút chút máu thôi. Để khi nào mà nó mất xuống khoảng dưới 30 máu thì chúng ta bắt đầu hết tiền nha anh em nhá. Tầm này cứ tích tiền mỗi round roll một chút thôi. Đấy, lại gặp một cái thằng assassin nữa. 6 assassin có gì mà mạnh nhỉ? Có phải là do là bắp cái con cáo lên không? Bắp con cáo nó chọc nó rộng hơn hay không mà bọn này toàn chơi 6 assassin luôn ấy. Ok, thôi súng không mua nữa. Bây giờ tập trung roll con flame 3 sao rồi. Thunder được, Thunder roll thêm con nữa. Đây, cái con này. Ok. Mà trận này tôi nghi là chung kết là chúng ta đánh với Beat lắm. Thằng Beat nó khá là xanh mà bây giờ nó máu nó cũng đang khá là nhiều đấy. Beat này mà nó lên được level 10 nó kẹp vào hai quyển sách nữa thì cũng khó khăn cho mấy cái nhà Saman. Saman không trụ nó nổi đâu. Saman này không phải Saman mết nên là cái clear của nó khá là yếu. Không clear nhanh đội hình Beat được. Cái con phong vũ nó đấm nó không thể làm nó có thể clear nhanh bằng là cái con già là phật trưởng được. Trong khi đấy là còn phải kết hợp Metalist là phải ra ngộ không cơ thì mới đủ bộ được. Thế nên là cũng nói chung là tôi nghĩ là cũng không ăn thua. Saman bây giờ gặp Beat thì cũng toang rồi, không ăn được đâu. Rồi còn thằng Clay chắc là thằng yếu nhất rồi. Clay này tôi còn ăn được nữa. Clay này thì gặp Beat thì chắc chắn là toang luôn, mất nhiều máu luôn. Ơ kìa, không ăn được. Điêu vậy. Ừ, vẫn không ăn được anh em ạ. Cần phải có con Agali vào trong đội hình mới ăn nổi. Đấy rồi. Con Agali này nếu mà vào trong đội hình lên level 8 thì mới có thể ăn được. Thôi bỏ súng đi. Tôi không lên 8 đâu. Tôi roll ở 7 đâu anh em ạ. Làm gì có tiền mà lên 8. Lên 8 bây giờ hết tiền thì còn chơi cái gì nữa. Đánh ở level 7 thôi. Con nào lên được 3 sao thì cho con đấy làm co. Flame hay là Berserker đều ok. Làm co được hết. Vấn đề là lên được 3 sao hay là không thôi. Khó nhất là cái việc là bây giờ nó cũng mới chỉ là có 5 con. Berserker thì mới có 4 con. Mà bây giờ round 28 rồi anh em ạ. Bình thường cái round 28 này là tôi đã lên được 3 sao hết rồi. Hoặc là chỉ ít là còn chỉ còn 1 con thôi. Chứ còn tầm này còn tận 4 con nữa, 5 con nữa được chịu. Khó. Khó đấy. Phòng vũ vẫn đang gánh luôn. Phòng vũ không đồ gánh thật sự. Đắt lét vớ vẩn lên 3 sao trước. Đây rồi. Trứng này đương nhiên là sẽ cho flame. Tiết kiệm tí. Không khô máu. Tôi up lên luôn. Sau đó tôi sẽ hyper roll. Khô máu bây giờ chả có tiền mà roll đâu. Tạm thời cho flame ra đi. Bây giờ yếu rồi. Đồ bây giờ cho phong vũ cầm nó hợp lý.
bao giờ 3 sao rồi lại cho vào chơi. Còn bây giờ 2 sao thì so với cả những cái con mà đang có trên bàn cờ ở đây thì yếu hơn hẳn, không chơi được. Berserker gánh thôi. Hy vọng là Berserker nó có thể giữ được. Sắp tới là sẽ gặp nhà Beast khá là mất nhiều máu luôn đấy. Kẹp cá rồi. To quá. Bài to quá. Đẩy lát người luôn. Xoay quạt vào được không? Được không? Được không? Được không? Nói chung là tôi nghĩ là thua. Ăn là khó đấy. Vẫn còn Berserker nhưng mà nói chung là thua. Chịu. Gặp nó 3 lần nữa chắc đi. Flame ra đi. Berserker này. Dồn hết tiền ở đâu quái à. Chết thật. Ok. Ra flame đi. Không ra flame luôn. Hết tiền thật anh em ạ. Ui đây rồi. Ui đây rồi. May quá ra cái dây cuối cùng. Kịp. May quá anh em ơi. Hay quá nhỉ. Mặc dù là không kịp cho vào nhưng mà lên được 3 sao là ok rồi. 50 tiền ở đao quái cuối cùng nó cũng ra là con flame 3 sao. Hết sạch tiền luôn. Chúng ta vẫn đang ở level 7. Đối thủ lên 10 chắc luôn ở đao sau rồi. Ok, lấy đồ đánh tay thôi. Hai con Thunder vào. Không có slot mà nhét phong vũ với cả Agali nữa rồi. Bây giờ con Thunder lên 3 sao thì mới có slot nhét vào thôi. Và Thunder thì bao giờ nó mới lên được 3 sao. 3 con nữa bây giờ tự ra thôi chứ còn tiền bây giờ chắc là tôi để up 8 thôi anh em ạ. Không tôi sẽ không có roll nữa đâu. Bây giờ phải up 8 sớm á. Đối thủ lên 10 hết rồi mà nó còn nhiều ulit ấy. Nó là cái bộ siêu đẻ, nó nhiều ulit đánh nó bắt lạt lắm. Chúng ta phải có một cái sức mạnh đội hình nó tương đương. Bây giờ full 2 sao là được rồi. Vẫn còn tới 2 con, 3 con 2 sao ở ngoài thế này. Tức là bây giờ nếu mà tôi đủ tiền nên là tôi có thể tôi dí thẳng lên 10 luôn chứ còn tôi cũng không có làm gì hết. Hy vọng là có thể là tiêu diệt được lốt cái thằng top 3 đi. Thằng này chết sớm đi để tôi còn solo. Clay tầm này tôi nghĩ là tôi sẽ ăn được thôi. Hai con đắt led cơ mà. Hai con đắt led gầy đàm làm sao mà thua được. Ok, flame thì cũng to lắm rồi. Flame bây giờ mạnh lắm rồi anh em ạ. Không thể nào có thể thua được rồi. Rồi, đi luôn không? Trời ơi, đi luôn đi. Không đi không cứ để tài liệu, tư liệu cho cái thằng Beast nó farm thôi. Chắc chắn là gặp Beast thì nó đấm nó sấp mặt rồi còn gì nữa. Giờ Clyde thì làm sao mà ăn được Beast. Chơi Clyde thì phải lên được level 11 thì may ra mới có cửa thôi nhá. May ra mới có cửa. Chứ còn cũng chưa chắc là lên được 11, 6 Glacier, 6 Clyde đã ăn nổi bộ Beast to đâu. Cái kiểu dạng Beast mà hai sách RO thôi, tôi chịu luôn. Rồi, lên 8 đã. Hết tiền lên 8 đủ full 2 sao một con 3 sao. Giữ máu, nếu mà chả may mà có thua thì cũng mất ít thôi. Hai con Berserker này nó sẽ clear cái hàng Beast khá khá. Tính thêm cả Thunder nữa. Thunder hai con xòe quạt mà cũng không ăn thua lắm nhỉ. Thằng này nó kẹp cá rồi. Tất cả là nhờ cái lượng đam tay đến con Flame thôi. Với cả con Berserker. Chính ra nha, con Berserker nó lại đang có lượng đam gây ra là nhiều hơn con Flame Wizard. Lia dìu mạnh thật sự luôn ấy. Rồi, chắc chắn là sẽ phải đi thôi. Không có cách nào có thể ăn được bộ Beast đâu. Chơi cửa này chịu à. Rồi, đã đến cái giai đoạn solo. Solo thì nói chung ấy là chúng ta cửa trên đấy anh em ạ. Tầm này mà đối thủ mà không ra được hai quyển sách với một cái RO thì tôi nghĩ là cũng 1-9-1-10. Cũng chưa biết là ai ăn ai đâu. Biết đâu tôi lại ăn. Tôi đang sở hữu cái hàng đam nó khá to.
Phòng thủ thì đã có úp lồng với cả có thêm thêm cái con ấy nữa, cái con đắt lét nó có thể khả năng hồi máu một chút. Rồi thôi tôi lấy thêm cái gậy như ý nữa anh em nhé. Cứ úp lồng ngon là ăn thôi mà. Rao này úp lồng là cũng được khá khá này. Nhưng mà đối thủ đang tiếp tục đẻ đệ rồi, không biết ăn nổi không. Mà giết chết được Whispersia tôi nghĩ là chắc chắn là ăn được. Con Whispersia, con Ki ở trong cái đội hình này tôi giết được chết nó, tức là tôi sẽ ăn được thôi. Rồi, bây giờ hiện tại con Dattlet của tôi nó sắp lên được 3 sao rồi này. Đấy, Dattlet rồi Berserker rồi Thunder là có thể lên được 3 sao. Thậm chí là cả con Phong Vũ nhưng cũng chưa chắc là đã coi như là không lên được 3 sao đâu. Mặc dù bây giờ không được trọng dụng lắm, phải vứt ở ngoài. Vứt ở ngoài cái hàng ghế chờ, nhưng mà thực ra con này vào thì nó cũng có thể là đấm được. Nhưng mà so với những cái con mà đang ở trong bàn cờ thì rõ ràng là cái con Phong Vũ vào thì nó hơi đuối so với những cái con còn lại. Không biết có lật kèo nổi không đây. Đối thủ còn khá nhiều máu. Gấp đôi chúng ta, gấp đôi cái lượng máu rồi. Cái bọn beat này có đặc điểm là đánh rất gần, nên là dù nó có tách đội hình ra, nó kéo hết sang bên kia, thì rồi cuối cùng là nó cũng sẽ quay trở lại cái vị trí cũ và lại để bị úp lồng thôi. Nó sẽ tụm hết vào giữa mà. Tất cả nó sẽ tụm hết vào giữa. Buồn cười nhất là gì? Buồn cười nhất là khi mà tôi mua con Agali và con Phong Vũ mà bọn nó phải đứng ở ngoài và nó không được vào. Mặc dù là toàn 2 sao rồi. Thế chứ lại... Chúng ta có lên khô máu luôn ở cái level này không nhỉ? Không lên 9 nữa mà chúng ta sẽ roll tiếp ở level này để đưa cái bọn này lên 3 sao. Mà trong lúc đấy tôi thấy là tôi bây giờ tôi đang giữ được máu rồi, khá là ok rồi. Nên là từ từ hẳn khô máu anh em nhá. Chúng ta đang cửa trên mà. Không sợ đâu. Có lọt thì tôi nghĩ là cũng chỉ lọt ít thôi chứ không thể lọt nhiều đâu. Đội hình này nó là cái đội hình mà phải nói thật với anh em là nó không phải chỉ là có ở cửa trên đâu. Mà nó là counter luôn vào cái bộ beat đấy anh em ạ. Cái bộ Greater nó chỉ sợ Saman mết thôi. Nó chỉ sợ những cái bộ như kiểu 5 rồng 9 mết ấy. Không, 5 rồng 9 mết thì không phải mà là 5 rồng ấy. 5 rồng nói chung thì khá sợ. Rồi, có lên lấy cái đồ ô không nhỉ? Thực ra lấy cái đồ ô cũng ngon. Này lên 9 luôn nhỉ? Thôi lên 9 luôn anh em ạ. Kệ. Có hai con úp lồng mà tôi đánh ở level 8 thì nó sai sai. Tôi nghĩ tôi sẽ lấy cái đồ ô cho con Thunder nó xòe quạt. Đang cần cái lượng đam giải tán đám đông anh em ạ. Nhá. Chúng ta đang cần cái lượng đam đấy. Ok. Cần phải có cái giải tán đám đông để đánh với cái bộ beat này. Không có những cái AOE mạnh thì chúng ta sẽ bị đẩy rất là căng. Cứ phải clear thật là nhiều. Ui anh em nhìn đồ nó này. Vãi cứt luôn. Anh em nhìn cái đồ con gấu trấn phái vãi cái này á. Thế ui đồ vãi. Hai quyển sách hai cái đồ. Và một đống cái gọi là cái gì máu eco ấy, máu echo ấy, máu echo là rất là đánh beat rất là khỏe luôn. Kết hợp với những con đẻ. Mà tôi có hai cái lồng rồi, quyết định sáng suốt luôn anh em ạ. Phải up cấp cho hai cái lồng vào. Ok, 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 vẫn giữ được chuối. Vẫn là chiến thắng. Hai cái lồng. Quả vừa rồi mà không up lên 9 cho hai lồng là mất chuỗi rồi. Tôi nghĩ là sẽ roll ở 9 thôi. Đây là những cái đối tượng 3 sao nên là chúng ta roll ở 9. Bây giờ mà tôi full 3 sao tôi không ngán nó đâu. Đấy, cái con gấu của nó đồ như thế. Con Whispersia đồ như thế mà tôi vẫn ăn được. Thằng này có hai cái sách. Càng thật. Hai quyển sách nhưng mà lại còn hai cái đồ. Xong rồi lại còn có cái tẩu để cho con gấu cầm để gấu tăng tốc đánh. Xong rồi lại còn máu echo nữa. Mạnh thật sự. Ủa chồng. Nhưng mà ta có lồng. Gọi đệ ra nhưng mà cũng đứng trong lồng đến chết thôi. Hay quá. Phở lên bắn mạnh thật. Nhưng mà cái lượng đam anh em nhìn xem. Cái bảng đam nó đến từ con Thunder đấy anh em ạ. Cái RO nó chất lượng thật sự luôn. Đối thủ kẹp cá mà vẫn không ăn thua.
kẹp cá vào rồi đấy anh em ạ. Trông có vẻ không si nhê với tôi. Ấy bây giờ tôi đã kéo cái lượng máu của nó xuống còn 36 máu rồi. Sắp quay trở lại cái vạch xuất phát rồi đấy. Cái thế cân bằng nó thiết lập trở lại. Thực ra là có cân bằng gì đâu, chúng ta đang thắng mà. Chúng ta đang thắng đối thủ mà. Đối thủ đang chơi thua cộng 4 rồi kìa. Chúng ta đang có chuỗi thắng cộng 6. Thằng này nó ngoài cái đồ cho cái bọn bit ra ấy, thằng này nó còn có cái áo mưa AOE nữa đấy. Giảm 50% sức mạnh tấn công ma pháp. Đấy, cái thằng này nó cũng đồ này nó cũng khá chuẩn đấy để đánh với cả mết. Rồi. Ui đau rồi, thua. Rồi chịu rồi. Berserker có làm lên cái trò trống gì không? À được. Ui vẫn ăn được anh em ạ. Con Berserker này của tôi là vẫn có đồ. May quá. Làm nào ở round này kết thúc trận đấu luôn nhỉ. Chứ còn để round sau, round 40 tôi nghĩ là lại mất thời gian. 15 máu đi luôn không? Thầy nó bắt đầu là xếp lại bài đấy. Đồ nó mạnh thật sự anh em ạ. Nó lấy đồ quá đẹp luôn. Bình thường chỉ mong có lấy được một cái RO với một quyển sách là ngon lắm rồi. Thằng này còn hai quyển sách 2 RO. Hai quyển sách 2 RO. Tí nữa kiếm thêm quyển sách nữa nhét cho con Unicorn hoặc là con Khan, nó còn mạnh nữa. Mày quá, lồng nó lại phát huy được cái tác dụng của nó. Ê nhưng kìa, sao gấu nó vẫn phả được kìa. Căng đợt. Nhưng mà có vẻ như mấy con gấu này chết khá nhanh. Gặp con flame máy khẩu của tôi trông nó đấm nó đau thật sự luôn ấy. Cái con flame thì lượng đam 15k, nhưng mà cái con thunder không có đồ thì nó không kém kém cạnh, cũng gây ra được 14k đam, kinh thật. Với cái lượng tiền này thì tôi nghĩ là tôi sẽ lên được thêm con phong vũ 3 sao đấy. Phong vũ và con thunder 3 sao. Hên lại ra được thêm cả một cái con Dustlet 3 sao nữa, hay là con Berserker 3 sao nữa. Chúng ta đến cái round 40, round quái 40, đối thủ cũng sẽ có thêm đồ ở round này. Tôi nghĩ là đối thủ sẽ tham những cái quyển sách hoặc là những cái RO thôi. Và tôi nghĩ là sách. Đấy, đánh beat thì thường người ta sẽ hay lấy sách. Nhưng mà tham những cái món đồ đấy nhưng mà không được đấm thì cũng thế thôi anh em ạ. Mạnh đến bao nhiêu mà cứ đừng im ở trong lồng thì nói chung là cũng chả để làm gì. Để xem là tôi đổi được cái món đồ gì ngon nghẻ không. Sách à? Sách thì không được. Sách thì có một cái vấn đề là khi úp lồng thì mấy cái con đệ ở trong quyển sách nó không đánh được anh em ạ, nên là thôi. Tôi lấy cái món đồ giá trị hơn dành cho cái con khác. Hai cái úp lồng thì nói chung là ok hơn. Đấy, chúng ta thêm được một cái úp lồng. Mà chết rồi, cái round này thì không kịp roll anh em ạ. Sau khi mà suy tính thì cũng hết giờ. Đấy, kẹp cọc vào rồi này. Kẹp cọc ăn thua không? Tôi toàn tay dài thôi, kẹp cọc cũng không ăn thua. Tay dài mà, toàn tay dài mà. Ôi xong rồi anh em ạ. 5 máu đi, à, 3 máu đi rồi. Chắc chắn rồi. Lượng hitter mạnh phết anh em ơi. Được đấy. Trận này không có chuỗi, không có gì cả luôn. Không có một cái lợi thế gì luôn. Không có chuỗi thua, không có chuỗi thắng. Chả có cái gì đánh bổ củi. Thế mà rồi cuối cùng vẫn về được top 1. Được đấy nhở. Anh em thử xem nhá. Anh em thử bộ Greater đi, xong anh em thử coi như là comment ở phía dưới video xem là Greater anh em chơi thì nó thế nào. Nó có như là tôi chơi không. Đấy, còn nếu mà anh em mà cảm thấy là nó không như được cho tôi chơi ấy thì anh em cứ làm giống video được anh em nhá. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Bộ Half Orc đánh ở level 12 nó tối thượng thì cỡ như nào. Khi mà kết hợp Half Orc với 6 ngựa anh em nhá. Con ngựa 3 sao tả xung hữu đột vào trong lòng địch cực kỳ hay luôn. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Nói là meta Hunter nhưng mà tôi nghĩ là meta của Saman đấy anh em ạ. Saman cực kỳ khỏe, một cái trận đấu thư hùng khi mà tôi gặp xe quen anh em nhé. Và cuối cùng nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.